tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật được những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Hôm nay mời tất cả quý vị bà con cập nhật những cái thông tin mới về một đại gia Hà Tĩnh bỏ tiền túi ra thuê máy bay đón công nhân từ vùng dịch từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Đây là một tấm lòng vàng của anh này ha, mong tất cả mọi người theo dõi chi tiết sau đây. Ông Trần Văn Toàn muốn bỏ tiền túi thuê máy bay đưa những người dân có hoàn cảnh khó khăn đang trong vùng dịch tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Ông năm nay là 42 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Vào tháng 10 năm 1997, khi tròn 18 tuổi, ông Toàn rời xa quê hương vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và lập nghiệp. Mấy chục năm lăn lộn, đất khách quê người, trải qua bao nhiêu công việc bằng ý chí, nghị lực, ông Toàn thành lập công ty ở lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế và bất động sản. Ông Toàn hiện nay là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty về bất động sản. Khi đại dịch Covid ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang diễn ra phức tạp, ông Trần Văn Toàn bày tỏ nguyện vọng muốn được bỏ tiền túi ra của cá nhân mình để thuê ít nhất một chuyến máy bay của hãng Vietnam Airlines để chở những người công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh sớm được trở về quê tránh dịch. Theo ông Toàn, ông sẽ tài trợ ít nhất một chuyến bay và mong muốn là những người ở Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đồng ý và có phương án đón công nhân ở sân bay Vinh. Đây là nguyện vọng cá nhân. Tôi tha thiết bỏ tiền túi ra để thuê máy bay cho những người dân, gồm phụ nữ mang thai, người nuôi con nhỏ, người già khuyết tật, v.v. sớm được trở về quê giữa lúc ở các tỉnh phía Nam đang vướng vào tâm dịch. Đến nay tôi đã chuyển trước vào tài khoản của một đồng chí, đó là công tác ở lĩnh vực truyền thông tỉnh Hà Tĩnh, số tiền là 1 tỷ đồng để làm tin, chứng minh việc tôi không nói suông, ông Toàn chia sẻ với báo chí. Để chứng minh điều đó thì trong tin nhắn điện thoại của ông Toàn có viết như sau: hôm nay là ngày 22 tháng 7, lúc 11 giờ 12 phút, tôi là Trần Văn Toàn, chứng minh thư 0420790000202. Tôi xin phép chịu hoàn toàn kinh phí để giải tỏa một số bà con về gấp, một số phụ nữ mang bầu, một số người già yếu, sức khỏe kém, v.v. bằng máy bay của hãng Vietnam Airlines. Về phía Vietnam Airlines, tôi sẽ tự đàm phán, kính nhờ tỉnh hỗ trợ đón người từ sân bay về khu cách ly của tỉnh theo quy định. Cứu người như cứu lửa, tất cả những việc đang cấp bách, tôi mong sớm nhận được phản hồi từ đồng chí Nguyễn Lương Tâm, tổ trưởng tổ công tác đón công dân tỉnh ở Hà Tĩnh về đang lưu trú, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Vì tình hình cấp bách, tin nhắn này được xem như là văn bản điện tử nhắn đi từ số điện thoại đã đăng ký chính chủ. Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật cho nội dung tin nhắn của mình nếu không bỏ kinh phí thực hiện chuyến bay nhân đạo như đã nói trên. Vì là cấp bách nên tôi chỉ thực hiện những đề xuất trên trong vòng 3 đến 5 ngày. Đây là tin nhắn trong điện thoại của ông Toàn. Thật sự mà khi những người mà làm công ty, những người chủ cả, những người doanh nghiệp họ có tấm lòng như thế này hết sức là cảm động các bạn ạ. Hiện tại thì có 700 công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đăng ký qua tôi để được về quê. Nhưng qua thống kê có khoảng là 1/4 người dân muốn về gấp vì hoàn cảnh đặc biệt. Cá nhân tôi muốn chịu hoàn toàn chi phí đưa bà con về sân bay Vinh. Tôi mong muốn là ở tỉnh Hà Tĩnh đồng ý hỗ trợ giải tỏa tiếp nhận bà con từ khu vực an ninh sân bay Vinh để đi đến nhà và đưa vào khu cách ly an toàn. Khi tôi được tỉnh đồng ý và có công văn về phương án đưa đón người ở sân bay Vinh thì tôi sẽ ký hợp đồng với hãng hàng không để chở công dân về, ông Toàn chia sẻ với báo chí. Nói chuyện về nguyện vọng bỏ tiền túi đưa người dân có hoàn cảnh khó khăn về quê, ông Toàn cho biết: tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh em,
Tôi lại là con trai cả. Khi tôi học hết lớp 8 thì bố tôi mất. Mấy mẹ con tôi dựa dẫm vào nhau để trưởng thành. Trải qua nhiều khó khăn vất vả, tôi thấu hiểu được nỗi khổ khó nhọc của người quê hương, đặc biệt là trong mùa dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như thế này. Tôi mong muốn đóng góp một phần sức nhỏ, công sức của mình để hỗ trợ bà con. Được biết, ông Toàn đã nhắn tin liên hệ với ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh và được ông Tâm phản hồi việc này không thuộc thẩm quyền giải quyết của ông và cần phải xin ý kiến chỉ đạo từ cấp trên. Ông Hoàng Trung Dũng, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết mọi sự hỗ trợ bà con lúc này của các tổ chức cá nhân đều vô cùng quý giá. Tỉnh luôn quan tâm và làm hết sức mình để đón được nhiều bà con các tỉnh phía Nam về quê. Tuy nhiên đợt 1 tỉnh chỉ đón 700 công nhân bằng tàu hỏa. Các đợt tiếp theo căn cứ vào nhu cầu của công nhân và khả năng tiếp nhận của các khu cách ly, tỉnh sẽ tính toán cho phù hợp. Mong các công dân có nhu cầu về quê tuân thủ nghiêm theo các quy định phòng chống dịch và quy định của địa phương để đảm bảo an toàn cho công dân và cộng đồng. Chia sẻ với báo chí Vietnamnet thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã đồng ý phương án tổ chức chuyến bay đưa công dân về quê do ông Toàn tài trợ kinh phí. Dự kiến chuyến bay này sẽ được khởi hành vào lúc 11 giờ trưa ngày 28 tháng 7. Sau khi người dân về đến Vinh thì tỉnh sẽ cử đoàn ra đón đưa bà con về khu cách ly theo quy định, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ với báo chí. Phải nói là đây là một cái tấm lòng vàng của những chủ doanh nghiệp, của những mạnh thường quân mà trong cái tâm dịch khó khăn như thế này, họ hoàn toàn bỏ kinh phí ra chứ không kêu gọi bất cứ ai, vì họ thấy là những cái hoàn cảnh khó khăn mà bao nhiêu năm tháng thăng trầm họ đã đi qua, bây giờ họ hiểu được những cái nỗi lòng của những bà con xa xứ. Và hiện tại thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh, COVID cũng là lan tràn khắp nơi, nhiều nơi bị phong tỏa, cho nên những người dân ở các tỉnh cũng mong muốn quay trở về với gia đình, với những người thân của mình. Nhưng đâu đó thì không có dễ dàng, tại vì di chuyển những tàu xe hoặc là máy bay cũng gặp phải những cái khó khăn, và đồng thời những cái nơi mà tiếp nhận đó còn chỗ chứa hay không. Cho nên ở tỉnh Hà Tĩnh cũng đang có kế hoạch như thế này để là tiếp nhận cuối cùng thì cũng có phương án và đồng ý cho an toàn là ký hợp đồng với hãng hàng không airline để chuyển những người công dân về quê. Phải nói là đây là một cái điều hết sức là vui mừng và phấn khởi cho bà con đang kẹt ở trong tâm dịch. Phải nói là tấm lòng vàng của anh Toàn được nhân dân, mọi người đều ủng hộ, đồng tình và cảm ơn anh Toàn rất là nhiều. Sau một chặng đường đã đi qua thì chúng ta thấy đâu đó những người dân ở bà con Việt Nam, họ có những cái tấm lòng vàng, những người làm từ thiện, mỗi người thì góp chút ít những cái công sức, những cái gì mình có thể là đóng góp được cho bà con trong cái thời điểm khó khăn hiện nay, trong cái tâm dịch mà COVID đã lan tràn khắp cả nước. Thì đây là một tấm lòng vàng của anh Trần Văn Toàn, và đồng thời nhiều bà con, những người mà chia sẻ những cái khó khăn, nào là quyên góp tiền và quyên góp những cái thực phẩm rau củ, giống như vừa rồi chia sẻ những bà con ở Quảng Bình cũng đã là hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh trong cái nơi mà vùng tâm dịch, những bà con khó khăn hàng ngàn tấn cá. Và đồng thời là đó là một cái tấm lòng của bà con ở dân vùng biển Quảng Bình. Phải nói là đâu đó nhiều những người bà con ở khắp mọi miền đất nước, ở miền Tây, miền Trung và miền Bắc, và đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong khó khăn, từ thực phẩm, tiền bạc tới những cái tấm lòng mà họ là thực tế họ đã đi quyên góp và đồng thời làm những cái việc ý nghĩa như thế này. Thì mong tất cả bà con chúng ta hãy chung tay góp sức cùng với cộng đồng để đẩy lùi Covid-19. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe thông tin về cập nhật tình hình mới và những người đã là đi làm từ thiện và đóng góp cho xã hội Việt Nam và giúp đỡ bà con nghèo trong cái thời điểm hiện nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người ủng hộ kênh Phương Văn trên mọi nẻo đường. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Chúc tất cả các bạn có một ngày mới bình yên, vui vẻ và hạnh phúc.
tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.